Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365. Thưa quý vị, cùng với sự tiến bộ của y học đã có nhiều thay đổi trong việc điều trị các bệnh nhân suy tim. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng và cũng là mấu chốt để thay đổi tiên lượng cho các bệnh nhân suy tim đó là phát hiện sớm và điều trị được nguyên nhân của bệnh. Đây cũng chính là chủ đề của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Thưa bác sĩ có thể cho biết suy tim là một căn bệnh như thế nào và những nhóm đối tượng nào thì có nguy cơ cao mắc căn bệnh này ạ? Suy tim là một cái bệnh lý rất là quan trọng của trong tim mạch và đó là hậu quả gần như cuối cùng của tất cả những bệnh lý về tim mạch. Suy tim tức là tim làm việc không có hiệu quả. Có thể chúng ta có thể gặp những trường hợp suy tim cấp và suy tim mạn tính. Thế thì những người nào mà dễ bị suy tim thì thông thường người ta thấy rằng những cái trường hợp bệnh nhân có những cái bệnh lý nền mà có thể gây ra suy tim, ví dụ như cái bệnh lý tại tim như là tăng huyết áp, bệnh lý mạch vành, bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh hoặc là rối loạn nhịp tim, hoặc một số những cái trường hợp mà bị bệnh lý ngoài tim, ví dụ như cái bệnh nhân bị bệnh những cái bệnh về hô hấp như cái bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính như COPD, hen phế quản, hoặc là những cái bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, bị bệnh tuyến giáp, hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng nặng, hoặc là một số những cái trường hợp bệnh nhân bị ung thư mà cần phải điều trị những cái hóa chất để điều trị ung thư, thì đấy là những cái đối tượng mà có thể có những cái nguy cơ về suy tim. Thậm chí hoặc những trường hợp mà bệnh nhân mà nhiều tuổi thôi hoặc là có một cái thể trạng béo phì, thừa cân nhiều, ít hoạt động thể chất thì cũng có những cái nguy cơ để trở nên bị suy tim. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi được rất nhiều khán giả quan tâm đó là đối với căn bệnh suy tim thì liệu có thể chữa khỏi được không? Và hiện nay thì chúng ta có những cái phương pháp nào để có thể điều trị hiệu quả căn bệnh này? Rất là may mắn cùng với sự phát triển của những cái phương tiện về thuốc cũng như là các phương tiện về kỹ thuật can thiệp cũng như là can thiệp về phẫu thuật thì chúng ta có rất nhiều những cái phương pháp mà để điều trị. Tất nhiên là tùy theo từng nguyên nhân, tùy theo từng giai đoạn mà mình có những cái phương pháp điều trị khác nhau. Bệnh nhân điều trị càng sớm thì cái hiệu quả càng cao. Về mặt điều trị cơ bản ban đầu bao giờ cũng là gì? Chúng ta phải tìm nguyên nhân gì dẫn tới suy tim mà mình điều trị, cắt cái nguồn nguyên nhân đấy đi. Cái bước thứ hai là cái thuốc là cái thuốc nền tảng. Thuốc là một cái phương pháp điều trị nền tảng trong suy tim. Thì với cái thời đại hiện nay thì chúng ta có rất nhiều những cái thuốc mới hỗ trợ cho người bệnh theo nhiều con đường khác nhau để điều trị suy tim, từ những cái nhóm thế hệ mới như là acne hay là những cái nhóm điều trị rất là kinh điển như là chạy beta hay là ức chế men chuyển và lợn tiểu trước đây chúng ta vẫn áp dụng. Thì chúng ta bác sĩ lâm sàng hiện giờ có rất nhiều những cái loại thuốc có thể điều trị cho bệnh nhân suy tim. Cái điều quan trọng đặt ra là người bệnh có tuân thủ cái điều trị đó hay không, và cái kinh tế cũng là rất là quan trọng. Thế ngoài ra thì chúng ta còn có những cái phương pháp can thiệp khác, ví dụ như là cấy những cái máy hỗ trợ trong buồng tim, ví dụ như tái đồng bộ cơ tim hoặc là những cái phương pháp hỗ trợ chức năng thắt trái, thậm chí là ghép tim cũng là một cái sự lựa chọn đối với những cái trường hợp và bệnh nhân mà suy tim ở giai đoạn cuối mà không đáp ứng với điều trị nội khoa, thì đấy là một cái hy vọng rất là lớn đối với cả người bệnh. Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Theo ước tính, hiện Việt Nam có khoảng 1,6 triệu người bị suy tim. Đây là một trong những bệnh lý tim mạch thường gặp và nguy hiểm hiện nay. Suy tim làm cho hoạt động bơm máu của tim trở nên khó khăn hơn và người bệnh thường thấy khó thở, mệt mỏi. Các chuyên gia lưu ý khi người bệnh sử dụng thuốc điều trị suy tim phải tuân thủ chặt chẽ đơn thuốc và được theo dõi thường xuyên bởi các thầy thuốc chuyên khoa tim mạch. Người bệnh tuyệt đối không tự ý thay đổi liều thuốc hay bỏ thuốc vì như vậy có thể làm tình trạng suy tim nặng hơn. Được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại như máy siêu âm tim và mạch máu 4D thế hệ mới, máy chụp cộng hưởng từ 1,5 đến 3 Tesla, máy chụp MSCT tim và động mạch vành 768 lát cắt, hệ thống máy DSA chụp mạch vành 360 độ với cánh tay robot, khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chẩn đoán và điều trị toàn diện cho người bệnh suy tim cấp cũng như các bệnh lý tim mạch khác. Đặc biệt tại đây, hiện đang triển khai chương trình quản lý điều trị suy tim. Một điều chúng tôi đặc biệt lưu ý quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đó là không nên chủ quan với bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào của tim mạch. Hãy thăm khám và điều trị sớm. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai.